Xin chào mọi người. Vừa về đến nhà, trước kịp ăn cơm, bây giờ tranh thủ soạn hàng cho các chị em trước đã. Chào Thúy. Chào Thanh Trúc. Em chào chị Hằng, em chưa ăn cơm. Em chia hàng trước đã, tí còn xem đá bóng. Sẽ là cậu Thành ạ. Hôm nay về cả mẫu thử đấy ạ. Mẫu thử kem collagen. Chào Thanh Trúc. Em chào chị Yến. Em soạn hàng mai em gửi cho chị Yến nha. Ưu tiên cho chị Yến trước. Chị Yến ở xa. Còn là các chị em ở gần thì ngày mai hàng về tiếp thì em trả. Hôm nay mới về tạm được một ít này thôi, vì chiều nay không có xe để chở. Một mình chị chở được có 2 thùng. Không chở được nhiều. Đây là mẫu thử kem fake nhạy cảm. Son về đủ màu nha. Son Mocha Lemon nữa, về đủ màu nha.